The Richies vừa công bố top 10 diễn viên có thù lao cao nhất thế giới được tính từ giữa năm 2015 đến thời điểm hiện tại. Theo danh sách này, Jennifer Lawrence giữ vị trí số 1, chân nhảy X-Men thu về 61,7 triệu USD trong năm qua. Người đẹp sinh năm 1984, Scarlett Johansson xếp ở vị trí thứ 2 nhờ loạt dự án lớn như Captain America Civil War, Sorcerer, cô đào bốc lửa có nguồn thu hơn 57 triệu USD. Trong những năm qua, Scarlett luôn là đại nữ màn ảnh được yêu thích hàng đầu. Dù gặp vấn đề về sức khỏe, dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện, nhưng Angelina Jolie vẫn có nguồn thu hàng khủng. Năm vừa qua, cô đã mang về 40 triệu USD, xếp vị trí thứ 3. Khá trùng hợp và xếp ngay sau Angelina Jolie là vợ cũ của Brad Pitt, Jennifer Aniston. Cô có nguồn thu 24,7 triệu USD. Ở vị trí thứ 5 là Anne Hathaway, ngôi sao của những người khốn khổ bỏ túi 24 triệu USD trong năm qua. Ngôi sao truyền hình 46 tuổi, Melissa McCarthy là diễn viên hài hàng đầu thế giới hiện nay. Chỉ nhờ Divorce, cô đã dễ dàng thu về 24 triệu USD thù lao. Vị trí thứ 7 là Phạm Băng Băng, với nguồn thu 20 triệu USD, cô cũng là nữ diễn viên châu Á duy nhất lọt top. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Phạm Gia được lọt top nữ diễn viên có thù lao cao nhất. Ngoài 50 tuổi, nhưng Sandra Bullock vẫn là tên tuổi bạo chứng màn ảnh, thù lao của cô năm qua đạt gần 20 triệu USD. Reese Witherspoon xếp vị trí thứ 9 với tổng thu 15 triệu USD. Ở vị trí cuối cùng trong top là diễn viên ca sĩ Amy Adams, thù lao của cô dao động ở mức 15 triệu USD.